Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh,
tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày, giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày, giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày, giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày, giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu.
tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày, giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày, giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày, giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày, giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi.
Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi,
thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi. Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và phục hồi bẩm sinh của cơ thể tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều sống động, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi nuôi dưỡng cơ thể tôi bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc bản thân để tăng cường sức khỏe tối ưu. Tôi giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể, cho phép nó thư giãn và trẻ hóa. Tôi hòa hợp với nhu cầu của cơ thể tôi. Tôi lắng nghe các tín hiệu của nó để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và vận động. Tôi được bao quanh bởi năng lượng chữa lành, và nó chảy trong tôi, thúc đẩy sức khỏe và sự cân bằng. Tôi chọn những suy nghĩ và niềm tin hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe của cơ thể tôi.
Tôi xứng đáng có được sức khỏe tràn đầy sức sống. Tôi hoàn toàn trân trọng nó. Tôi biết ơn những điều kỳ diệu mà cơ thể tôi thực hiện hàng ngày giúp tôi luôn khỏe mạnh. Tôi là người bảo vệ cơ thể mình. Tôi đưa ra những lựa chọn nhằm thúc đẩy hoạt động tích cực và sức khỏe tối ưu của cơ thể tôi.